Charles Theodon, and I'm Jim Gohan. Nice to see you again. Today I'm going to teach you Unit 15, Session 8, Page 1. Chào các em, cô tên Jim Gohan. Rất vui gặp lại các em. Hôm nay cô sẽ dạy cho các em bài 15, A1. Em chuẩn bị tập vở bút, ra ghi bài nha. Now, let's make it name of video game to the right picture. We have 1 minute for this activity. Now, let's start. Time finish. Let's check your answer. Number 1, Candy Rush. Đây là trò chơi xếp kẹo các bạn ha. Number 2, Angry Bird. Trò chơi con chim giận dữ nha. Number 3, The Sim. Đây trò chơi xếp đồ vật trong nhà nha. Number 4, Dragon Ball Fighter Jet. Number 5, Super Mario. Trò chơi Super Mario. Number 6, Pokemon. Đây là chơi mà đi bắt con Pokemon nè. Chơi này rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn nhiều nha các bạn. Number 7, Happy Farm. Đây là chơi trồng trọt. Number 8, Marvel Spider-Man. Chơi đây là người dơi ha. Hình nhận. Number 9, Gran Turismo 3. Để chơi bắn súng. Number 10, Racing Fever. Đây là trò chơi đua xe. There are lots of video games. They are very funny, but you must careful. If you play them all day, you must be tired and Digi. Có rất nhiều video game. Chúng là rất là vui khi mình chơi, nhưng các em phải cẩn thận. Vì nếu mà chơi chúng nguyên cả ngày thì nó dẫn tới là tình trạng là em sẽ bị mệt và thậm chí là hoa mắt nha. Hãy cẩn thận khi chơi nha. Now, remove unit 15. Going out. Đi ra ngoài ha. Session A. Video game. Nay chúng ta sẽ học session này về video game, những trò chơi game. Now everyone, listen carefully. Listen, then practice with a partner. Where are you going, Nem? The amusement center. I'm going to play video games there. How often do you go? Not often. About once a week. Expensive? Not really. I usually stay for about an hour. I don't spend much. You must be careful. Video games can be addictive. Don't spend too much of your time in the arcade. Don't worry, I won't. I have a lot of homework to do tonight, so I can only play games for a short time. Bây giờ cô dịch bài dialogue cho các em nghe nha. Trong bài dialogue này có hai bạn, đó là bạn Lan và bạn Nam. Lan hỏi Nam, where are you going, Nam? Bạn đang đi đâu vậy, Nam? Nam trả lời, I'm going to the amusement center.
Tôi đang đi đến trung tâm giải trí. I'm going to play video game there. Tôi dự định chơi video game ở đó. Lan hỏi, how often do you go? Bạn có thường đi không? Nam trả lời, not often. About once a week. Khoảng một lần một tuần. Lan hỏi, isn't it expensive? Nó có mắc không? Nam trả lời, not really. I usually stay for about an hour. I don't spend much. Tôi thường ở đó khoảng một giờ. Tôi không sử dụng nhiều tiền. Nam nói rằng, you must be careful. Bạn phải cẩn thận. Video game can be addictive. Video game có thể gây nghiện. Don't spend too much of your time in the arcade. Đừng sử dụng quá nhiều thời gian của bạn vào khu vực của máy vờ. Nam trả lời, don't worry, I won't. Đừng lo lắng, tôi sẽ không. I have a lot of homework to do tonight. Tôi có nhiều bài tập làm tối nay. So I can only play game for a short time. Vì vậy, tôi chỉ có thể chơi game trong một thời gian ngắn thôi. Các em nhớ nghe nhiều lần nha. Now, we have some vocabulary. Listen and repeat after me. Amusement. The amusement. Vui chơi giải trí. This amusement center. Trung tâm giải trí. Expensive. Expensive. Đắt tiền. Trái nghĩa của nó là cheap. Cheap. Similar của cheap là inexpensive. Rẻ tiền. For example, the blue hat is cheap, but the red hat is expensive. Cái nón màu xanh thì rẻ, nhưng cái nón màu đỏ thì mắc. I must. Sao must là verb bear, infinity, verb zero. Must đồng nghĩa với have to. Và sao have to cũng là verb zero. Must có nghĩa là phải. For example, you must tidy the yard every week. Bạn phải dọn dẹp cái sân mỗi tuần. Addictive, addictive, có tính gây nghiện. For example, video game can be addictive. Video game có thể gây nghiện. Okay, khu vui chơi mua bán mà có máy vờm nha các bạn. Các bạn nhớ tập đọc nhiều lần để mình đọc cho thuần thục nha. Now answer the question. We have 1 minute. For this activity, let's start. Now time finished. Let's check your answer. Question 8. Where's Nam going? Answer. He's going to the amusement center. Nam đang dự định đến trung tâm giải trí. Question B. What's he going to do? Nam dự định làm gì? Answer. He's going to play video game there. Nam dự định chơi video game ở đó. Question C. How often does he go? Nam có thường đi không? He goes once a week. Ta đi một lần một tuần. Question D. Does he spend a lot of money? Ta sử dụng nhiều tiền không? Answer. No, he doesn't. Không. Ta không sử dụng nhiều tiền. Question E. How long does he usually stay? Ta thường ở trong bao lâu? Answer. He usually stays for about an hour. Ta thường ở khoảng một giờ.
Resnap. Why must Nam be careful? Tại sao Nam phải cẩn thận? Because video game can be addictive. Bởi vì video game có thể gây nghiện. The last question. What will Nam do later? Nam sẽ làm gì sau đó? He will do homework later. Anh ta sẽ làm bài tập sau đó. Ai, bài học đã kết thúc. Sau bài học này thì chúng ta rút ra một kết luận là gì các bạn? Video game rất là vui. Sau khi chúng ta học bài và làm việc vất vả thì chúng ta có thể chơi video game để giải trí, để giải khuây, vân vân. Tuy nhiên, việc chơi video game thì phải cẩn thận. Video game có thể gây nghiện. Nghĩa là có những bạn chơi video game là suốt ngày sáng đêm, như chơi miết, có những bạn không ăn không ngủ, dẫn đến là đột tử. Hay các bạn ha. Vì đó là chơi video game, ngoài việc giải trí ra thì chúng ta phải có một cái giới hạn, là cùng phải dành nhiều thời gian cho việc học hoặc là đi làm, vân vân. Và nhớ là không chơi suốt ngày nhé các em, vì chơi nhiều thì các em sẽ cảm giác mệt, hoa mắt, là nhiều khi đến dẫn tới bệnh nhé. Nhớ cẩn thận nhé. Now, create homework. Learn vocabulary and remember. Học từ vựng và ghi chú. Do exercise in the workbook and the test from the school website. Làm bài tập trong sách bài tập và bài test từ website của trường. Prepare Session A, A2, Unit 15, Unit 7. Chuẩn bị A2, Unit 15, sách giáo khoa 7. Sau bài học này thì cô và các em sẽ gặp nhau vào tuần tới. Chúng ta sẽ đi học lại sau cái dịch corona này nhé. Và các em nhớ ôn kỹ các bài học đã được học trên website của trường để chuẩn bị thật kỹ. Để khi vào gặp thì nếu mà chúng ta có bài test hoặc bài kiểm tra thì chúng ta làm bài tốt nhé. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em. Thank you for your listening.